Vì sao cô Tuyết lại bỏ chú Nghĩa U70 tuổi ra đi? Chỉ dọn về ở với nhau được 15 ngày và đã khăn gói lên đường, đường ai nấy đi. Và cái nguyên nhân vì sao và tại sao bây giờ lại có hai luồng dư luận khác nhau? Bây giờ thì em sẽ cho mọi người nghe một xíu đã, rồi em sẽ tiếp tục phân tích. Và trong câu chuyện đó thì nó có nhiều cái khúc mắc mà hiện bây giờ con muốn biết, như là muốn chia sẻ lên đó, là từ hôm bữa giờ về là cô với chú Nghĩa là có tranh cãi gì không, về cái vấn đề gì không? Thì trong gia đình thì ảnh tắt ảnh không có tấm nào tật máy, không có nhã nhặn, không có bỏ tật. Thì cô lần lần vài bữa cô khuyên hoài không được, cô cũng chán chứ phải là sống thì tiền với ảnh. Dạ, nhưng mà nhưng mà cho con hỏi, từ bữa trước lúc mà cô dọn xuống với chú Nghĩa là con hỏi cái chuyện riêng tư xíu, tại vì cái việc đó là nó ảnh hưởng, đôi khi nó ảnh hưởng trong cái cuộc sống, thì cô bữa đó là cô xuống cô cầm bao nhiêu tiền xuống trong người cô? 1 triệu mấy đúng không? 1 triệu mấy đúng không? 1 triệu 2 mà trả tiền mà shipper với 100 mấy. Tiền shipper là chở cô đi tiền, hả? Dẫn đường á. À, đường. Dạ. Rồi hình như sau đó là chú Nghĩa có lấy tiền, chú Nghĩa trả tiền xe cho cô luôn á. Có đúng không? Đó, rồi. Dạ. Thì rồi sau đó là khi mà cái trong cái cuộc sống của cô với chú Nghĩa có những, nãy cô mới nói là cái gì mà không. Hồi bữa đó anh cũng nấu tính chưa đi đâu, anh nấu kêu xuống đi, anh xin việc làm dọn dẹp nhà đẻ đó, rất căng thương đầu tao tháng 6 triệu. Rồi cô mới ổng kêu nấu đi, rồi cô mới đà đặt đi một đêm đó, chứ đi đám đẻ về sớm lắm, xuống sớm lắm, đà đặt đường 5-6 lần nữa, rồi mới tấu rồi đó chứ không có tấu. Sẵn xe thằng đi thành phố đi theo chứ, sẵn đi theo luôn, rồi ổng hấu rồi mới sẵn chứ chưa có đi. Anh nói xuống đây có việc làm liền, rồi vài bữa anh làm cái mâm vậy đó cho em. Dạ. Yeah. Cô cũng không có đòi hỏi gì cho chứ cô đâu có đòi hỏi. Dạ, yeah, nhưng mà khi mà xuống dưới ở chung với nhau thì cái việc mà chú Nghĩa có hứa cho tặng đầu bông thì đều cũng đã tặng rồi đúng không? Thì chú Nghĩa cũng đã giữ cái lời hứa của mình. Thì và sau đó là cô vào ở với chú Nghĩa thì cũng bắt đầu là sắm sửa, cũng ha, cô chú cũng có sinh hoạt cuộc sống, nó cũng phải chi phí này kia khác nọ đúng không? Thì cái chuyện đó là cô chú vẫn ok phải không? Nhưng mà đỉnh điểm là cái chuyện mà cô nói là những cái gì mà ông chú mà ông khó chịu mà tính tình ổng như thế nào? Đặt nhặt đủ thứ là giờ cái gì cả. Cái gì cũng có nói được ha. Dạ. Yeah. Biết gì cả. Còn cái chuyện mà đỉnh điểm là cái chuyện mà về cái việc mà con cũng đã nói chú Nghĩa là phải lo cái việc làm việc cho cô, tìm kiếm việc làm cho cô, để tại vì ở nhà em hoài vậy là sẽ bắt đầu là sẽ nảy sinh cái mâu thuẫn là tiền bạc. Nói cái chắc chắn là sẽ có. Bữa đó anh nói xuống này có làm liền, anh nói dốc cái con à, anh đâu có xin đâu, nói dốc không có. Xuống này không có. Không, cái này cô nói câu nói dốc là cô nói hơi nặng lời. Đôi khi người ta có suy nghĩ, ví dụ chú Nghĩa nói xuống thì cũng gần để có nhiều việc làm. Nhưng mà lỡ như thời điểm đó người ta không nhận nữa thì có thể là không có. Ổng hỏi luôn. Đó. Để có là đẳng rồi, có. Cô nói cái câu nói dốc là con nghĩ là câu đó hơi nặng lời. Em cho mọi người nghe một khúc như thế này mọi người hiểu được. Là cái câu nói, cái câu chuyện của cái cô Tuyết này đối với lại cái chú Nghĩa U70. Thì mọi người suy nghĩ như thế nào về lời nói của cô Tuyết? Là chỉ có những cái lời gọi là chê bai, khiển trách chú Nghĩa U70 và nói rằng chú Nghĩa là nhỏ nhặt, nói không chịu nghe. Thì em hỏi tất cả mọi người là trước khi mà chúng ta tìm được một người hoàn hảo theo ý của mình thì em nghĩ rằng không đến lượt cô đâu, không đến lượt cô để có thể giành được một người hoàn hảo như thế. Mà người ta sống ở đây là người ta không phải tìm người hoàn hảo, mà người ta tìm cái người mà có thể đó có thể là trẻ sẻ chia, san sẻ và để cùng nhau vun đắp một gia đình. Chứ bây giờ cô nói là cô không thể chịu được. Ông đấy là thế này, ông đấy thế kia, ông đấy nhỏ nhặt, ông đấy là tiền bạc. Cô đi xuống nhà người ta ở là chỉ có 1,2 triệu mà trả tiền xe hết 100 mấy là còn có 1 triệu. Mà trong khi đó em nói mọi người, có đời thuở nào cái người phụ nữ mà mới quen có 2-3 ngày mà dọn đến nhà một người đàn ông ở mà chỉ quen qua mạng hay không? Mọi người thử nghĩ coi, đời thuở nào có chuyện như vậy. Nếu như mà chú Nghĩa U70 dọn đồ đến nhà của cô Tuyết ở, em đồng ý, bởi vì đó là cái quy luật tự nhiên
của cuộc sống, là cái người phụ nữ có thích đi chăng nữa thì cái giá trị của họ lúc nào họ cũng đặt cái gì đó của người phụ nữ nó lên cái vị trí cao hơn. Ví dụ như cái vấn đề thổ lộ tình cảm đi, hay là cái vấn đề gì đó ABC, thì cái người đàn ông nó chủ động thì nó sẽ hay hơn. Còn đây thì em nói người là chỉ có quen nhau qua mạng, nói chuyện 2-3 lần rồi cô Tuyết thuê hẳn một chiếc xe chở hết đồ đạc lần cần dọn đến nhà chủ nghĩa ở, đúng không? Có nghĩa là quyết định một cách rất nhanh chóng, rồi sau khi về đây ở thì lại cảm thấy không được như ý mình. Đó, em nói mọi người là theo như cái lời chia sẻ là cô này cô nói là nhiều chuyện lắm, bảo không nghe, khuyên không được, nên thôi, không hợp, bỏ, rồi là tiền không chịu đưa. Mà cô đến nhà người ta, cô chỉ có 1 triệu à. Ví dụ như em nói mọi người ấy, đã chấp nhận đến ở với nhau thì nó phải thông cảm và hiểu cho nhau. Còn không thể nào cô đặt bắt người ta phải theo ý của cô. Theo như cái lời cô Thuyết này, cô nói rằng ấy, là cái ông 70 này này, chú Nghĩa này này, là không hoàn hảo, không hoàn hảo theo ý của cô. Thì em hỏi tất cả mọi người, nếu mà hoàn hảo thì không đến lượt cô đâu, đúng không? Mà làm gì có chuyện, em nói mọi người là 70 tuổi rồi mà cô còn muốn tìm người hoàn hảo, thì người hoàn hảo người ta phải đi kiếm cái cô 40 tuổi. Chứ ở đâu ra mà em nói mọi người là 70 tuổi mà hoàn hảo cái gì? Đến cái độ tuổi đó thì ai cũng vậy thôi. Suy nghĩ, con cháu, công việc, tiền bạc, tài sản, nó có nhiều cái vấn đề, chưa kể đến tính cách của người 70 tuổi. Nó khác một trời một vực so với thời đại giới trẻ bây giờ. Bởi vì em nói mọi người rằng là làm sao mà đi tìm người hoàn hảo được. Cô Tiếp này cô có một mực là chú Nghĩa này là không được ga lăng đó, không được thế này, không được thế kia. Cô không thể nào bắt người ta theo ý của mình được. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đã sống như vậy rồi, cái tính người ta đã có như vậy rồi. Người ta đâu phải cái gì đó đâu mà cô bắt người ta phải thay đổi theo cô. Thì đấy là một cái việc sai. Em thì em nói mọi người rằng là ở đây cái vụ việc này á, nó chỉ là cái việc ghép nối, gọi là xe duyên là có thể là cái ở đây là kết nối yêu thương để gặp nhau. Nhưng mà ở đây không thể nào, em nói mọi người là mình kết nối yêu thương, mình gặp người ta, mình bắt người ta phải thay đổi hoàn toàn theo ý của mình, bắt người ta phải theo chiều theo mình, thì chắc gì cô đã tốt, đúng không? Bây giờ trước khi cô nói chú Nghĩa là xấu, chú Nghĩa thế này thế kia, nhưng mà chắc gì cô đã tốt. Cô như thế nào trước khi mình nói người khác thì mình phải xem lại bản thân mình có tốt hay chưa. Bản thân mình không tốt thì mình bắt người ta tốt sao được, đúng không? Có nghĩa là cái người mình xấu nhưng mà lúc nào cũng nghĩ là mình tốt, mình bắt người ta phải theo ý của mình thì đấy mới gọi là tốt, theo ý của mình. Chứ em nói mọi người là bây giờ theo ý của em nhé, em nhìn vào cô Tuyết này nói chỉ có những cái lời trách móc chú Nghĩa U70 thì em nghĩ rằng chưa chắc cô Tuyết đã là người tốt. Bởi vì nếu như là cái người mà người ta hiểu biết, lớn tuổi, thì người ta sẽ biết nói cái gì đúng và cái gì sai. Ví dụ nói chú Nghĩa thế này thế kia, nhưng mà cũng phải khen người ta một cái gì đó, là bởi vì mình không thể nào mình đổ hết lỗi cho người ta. Bây giờ tự nhiên dọn đến nhà người ta ở được 10 ngày xong lại dọn đi, lại đổ lỗi cho người ta, chưa chắc là cô đã tốt. Cái lý do nào mà chú Nghĩa lại đuổi cô ra khỏi phòng? Cái lý do nào mà chú Nghĩa lại bảo là cô tiêu tiền hoang, một ngày tiêu 500 ngàn? Thì chú Nghĩa bảo là nếu như mà cứ vậy thì ngày nào tiêu 500 ngàn thì tiền ở đâu ra? Em hỏi tất cả mọi người là bây giờ chúng ta ở đây là theo cái khía cạnh của cô Tuyết này là cô Tuyết trách ông chú đó tiếc tiền, giữ của. Thế cứ Nghĩa nói là bây giờ một ngày 500 ngàn đưa cho cô tiêu hết, hôm sau cô lại hỏi tiền, chú Nghĩa bảo ủa sao mà mới hôm qua mà 500 hôm nay tiêu hết rồi, thế là bà này lại cằn nhằn khó chịu. Thì em hỏi tất cả mọi người là làm sao được. Còn cái việc mà cô này nói là chú Nghĩa là hứa tìm việc cho cô, thì làm sao mà có chuyện mà chắc chắn cho cô bảo người ta nói dấp? Em nói mọi là cái chuyện gì nó có thể thay đổi, đúng không? Có thể hôm nay thế này mai thế kia, bây giờ mình đi xin người ta là ngày mai người ta không nhận nữa sao, mà cô lại đi bảo là người ta nói dấp. Mà trong khi đó cô chấp nhận đến ở vợ chồng với người ta, hay là cô đến thử súng này, đúng không? Em nói mọi là cô đến nhà người ta, cô ở chán không cô đi, bây giờ xã hội người ta nhìn cô bằng cái ánh mắt như thế nào? Em nói với mọi người như vậy thôi. Bây giờ mình có thể chê người ta, nhưng mình chê vừa thôi, mình chê theo một cách có kiểm soát, và để xem người ta có nói gì mình hay không, để xem mình có tốt hay chưa. Chứ mình ở đây em nói mọi người là cô Tiếp lên một câu là chê chú Nghĩa, hai câu chê chú Nghĩa, ba câu là chê chú Nghĩa, nhưng mà thực ra bản thân mình tốt hay không thì phải để cho mọi người đánh giá, đúng không mọi người? Bởi vì em nói mọi người là làm thế nào mà cứ bây giờ cứ lên trên mạng mà nói xấu chú Nghĩa.
em nói là chúng ta còn chưa biết cái vụ việc này ra là sao. Em chỉ cần nhìn lên một vụ việc là hai người quen nhau chưa lâu dài mà cô dám thuê một chiếc xe đem hết đồ qua nhà người ta ở. Sau rồi cô nói là cô không ở được nữa, cô dọn đi, cô trách người ta. Chị biết gì, chắc gì người ta đã xấu mà cô là người tốt. Có thể cô là người xấu thì sao? Bởi vì cái tính của cô, em nói mọi người á, nghe cô nói thì em thấy rằng là cô rất là chê trách người ta và tự tin về bản thân mình. Thì em nói mọi người là em sẽ không ủng hộ điều đó. Bởi vì em nói mọi người là bây giờ lớn tuổi rồi, mình làm cái gì mình cũng phải nghĩ trước nghĩ sau chứ. Mình là lên làm trò cười cho thiên hạ, rồi là bây giờ quay về lại đi trách người ta. Mà trong khi đó cô lại là cái người dọn đến phòng người ta ở, đúng không? Em nói mọi người là bây giờ trong xã hội nó có nhiều chuyện nó giống như trò cười của thiên hạ vậy. Tự nhiên dọn đến xong rồi lại dọn đi, rồi nói người ta là không hợp, người ta chi ly, người ta thế này thế kia, không hợp. Thì em hỏi tất cả mọi người là làm sao mà người ta hoàn hảo theo ý của mình được? Nếu như mà cái chú Nghĩa này là hoàn hảo thì có lẽ không đến lượt cô đâu. Làm gì cô có vé, đúng không? Nên là mình phải biết những cái gì mình phải biết, có nghĩa là khen những cái tốt của người ta, còn cái xấu của người ta cùng với cái xấu của mình sẽ cùng nhau khắc phục. Thì đó mới là một cái tình yêu, một cái tình gì đó gọi là vợ chồng. Chứ không phải là bây giờ em nói mọi người là mình cứ lấy cái xấu của người ta ra đây mình đè, mình bắt người ta thay đổi. Làm sao thay đổi được? Cái tính của người ta sao người ta thay đổi được? Người ta sẽ cố gắng để thay đổi, nhưng mà cô cũng phải biết làm cách nào đó để người ta cảm thấy vui vẻ mà thay đổi. Cô cứ bắt người ta phải chiều theo ý của cô thì em bó tay rồi. Tiếp tục cho mọi người cùng nghe tiếp. Cái câu nó dốc lời, con nghĩ là câu đó hơi nặng lời. Dạ, hơi nặng lời chú Nghĩa. Không có hỏi luôn. Ừ, còn hỏi hay không? Làm sao cô biết hỏi hay không? Không là đáng là chú Nghĩa biết. Chúng này ổng đâu có dắt là đẳng đâu. Dạ. Thì con cũng có nói chuyện với chú Nghĩa về việc đó. Nhưng sau đó trên clip của con, chú Nghĩa có nói về cái vấn đề là muốn cô Tiếp đi buôn bán bưởi giống chú. Tại vì chú Nghĩa là bây giờ là ông tải cái 100 kg bưởi từ chợ Thủ Đức gì ông bán được, thì ông nói luôn là ông có thể chở thêm 100 kg nữa là chuyện bình thường. Nhưng bây giờ cô chú chia ra người bán gấp, con thấy cái ý nó cũng hay. Nhưng mà với cô thì cô không chịu đó. Và cô muốn đi là đi bán với số, đúng không? Đó, mà ông chú Nghĩa thì cái tính ổng mà ổng phải lo xa. Ổng lo cô, ổng nói con sao ông chia sẻ vậy? Ông lo xa cái việc mà cô đi đứng không quen đường, rồi bán buôn như nào, rồi người ta giật cái số như nào, rồi xách xe máy đi bán cái số nữa. Thì có lời hay không? Ông nói vậy chứ từ lâu về đầu ông có nói buôn bán bưởi hay buôn bán gì đâu. Sao đâu? Thì mọi người phải nhìn vào cái góc độ này coi, mọi người tin lời của cô này hay không? Mọi người có cảm thấy cô Tiếp này đáng thương hay không? Đó, mọi người nhìn vào góc độ này coi, rồi em sẽ tiếp tục phân tích xem chú Nghĩa nói gì ở clip sau. Hay là mọi người hãy bình luận bên dưới video này, hay để đưa ra cái nhận định của mình, xem là mọi người có ủng hộ cái quan điểm của cô Tiết hay không. Mọi người nhá. Rồi video này em sẽ dừng ở đây. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào mọi người.